hôm nay mình đem kẹo này ra công viên mình bán thôi. Ai mua kẹo không? Ai mua kẹo không? Kẹo dưa hấu, kẹo cam đây, thơm ngon đặc biệt đây. Cô bé ơi, con ăn kẹo không? Dạ ăn. Con thích kẹo nào? Con thích kẹo cam, kẹo dưa hấu. Con ăn hai kẹo này luôn. Con ăn kẹo cam với kẹo dưa hấu luôn phải không? Rồi, kẹo cam là 2.000 một cây, kẹo dưa hấu cũng 2.000 một cây. Chị nha. Rồi, cô cảm ơn con nha. Bye bye cô. Bye bye con. Để mình lột kẹo ra mình ăn thôi. Kẹo không? Kẹo trái cây, kẹo dưa hấu, cây kẹo nữa. cam đây. Ta hăng hà ăn chứ. Ai mua kẹo dưa hấu, Cô, kẹo cam con này? mua nè. À, con mua nữa hả? Con Con muốn mua mua kẹo gì? kẹo dưa hấu màu này, màu này nè. Ồ, kẹo của cô ngon lắm đó con. Con mua về con ăn phải không? Wow, cô bé ngoan quá. Cô bé ăn ngon rồi, cô bé còn biết mua về cho anh hai ăn nữa. Cô thấy con ngoan quá, cô tặng thêm cho con một cái kẹo cam nè, đem về cho anh hai ăn chung với con nha. Ngoan quá à. Thôi cô chào tạm biệt con nha. Rồi, một lát nữa con đem về cho anh hai ăn nha. Giỏi hết sức không? Cô bé nhỏ mà biết thương anh hai á, biết mua đồ, mua kẹo thêm về cho anh hai ăn đó. Ngoan hết sức luôn. Thôi cô đi bán kẹo đây. Ai mua kẹo không? Kẹo dưa hấu, kẹo cam thơm ngon đây. Ai mua kẹo không? Kẹo đây, kẹo đây. Hết kẹo rồi. Bây giờ mình sẽ đem kẹo chi vô nhà ta hăng hai ăn ha. Còn mấy ngày sẽ mình đục hồn giá. Mùi ơi, bé Mùi ơi, bé Mùi đi đâu đó? À, con đem về kẹo về nhà cho anh hai ăn hả? Giỏi quá à, bye bye con. Ngoan vậy hả? Đâu kẹo gì đâu, đem vô, anh hai đang ngồi trên võng nè. Đi vô nhà. À, Mão ơi, Mão, em muội nó đi chơi về, em có mua kẹo cho anh hai kìa, em nói em có mua kẹo cho anh hai kìa. Rồi, đúng rồi, đợi em vào rồi coi em mua kẹo gì cho con nha. Rồi. Wow, cho anh hai đâu, đâu mẹ xem. Ồ, anh hai xin kìa, cho anh hai một kẹo dưa hấu phải không? Còn cho mẹ kẹo gì? Cho mẹ kẹo cam mà đây phải không? Để lột cho anh hai ăn con. Rồi, cảm ơn muội nha. Anh hai cảm ơn em đi con. Cảm ơn em muội. Anh hai giỏi quá. Đâu kẹo dưa hấu của anh hai đâu, đưa mẹ lột cho anh hai ăn. Lê lê, ủa, còn kẹo dưa hấu của ai? Của con. À, kẹo dưa hấu của con phải không? Giờ con cho anh hai ăn kẹo cam đúng không? Còn mẹ cũng kẹo cam hả? Sao con được kẹo dưa hấu ngon vậy? Ừ. Mẹ kẹo cam màu đỏ. Kẹo dưa hấu á. Hải con ăn kẹo dưa hấu rồi đó. À, con ăn kẹo dưa hấu rồi thì bây giờ cho anh hai kẹo dưa hấu nha. Con ăn kẹo cam con ha. Nào kẹo dưa hấu luôn. Đúng rồi. Rồi mẹ mở kẹo dưa hấu cho anh hai ăn nha. Cho mẹ ăn luôn đi. Ừ. Vậy là con không, anh hai ăn dưa hấu còn con với mẹ ăn cam nha. Mẹ mở chưa được nè. Của anh hai mẹ cắt ra rồi nè. Bây giờ em muội cầm kẹo lại cho anh hai ăn đi con. Wow, kẹo của anh hai là kẹo dưa hấu nha các bạn. Oh, anh hai ăn kẹo dưa hấu màu vàng nha. Ăn gì bự dữ vậy, ăn miếng bự vậy. Rồi, rồi nguyên miếng luôn, cút cái cây ra. Wow, có ngon không anh hai? Ngon thì hai là yeah. con trai ăn miếng bự. Anh hai lớn, anh hai ăn miếng bự ha. Anh hai da yeah rồi kìa. Bạn muội ơi, anh hai nói kẹo dưa hấu ngon quá con ơi.
mà ăn miếng bự quá. Này ngốn ngốn luôn. Rồi con ăn kẹo gì? Của con và kẹo cam màu đỏ. Còn của mẹ? À, con đổi của mẹ phải không? Nãy con cho mẹ cái kẹo cam màu đỏ, còn của con là kẹo cam màu xanh. Mà con đổi, giờ con ăn kẹo cam màu đỏ phải không? Dạ. Anh hai ơi, có ngon không anh hai? Yeah. Mẹ ơi. Hử? Ăn kẹo đi không? Ủa, cái kẹo cam này bà Nguyễn mua ở đâu? Mua ở ngoài tiệm phải không? Ngoài công viên hả? À, xong con mua ngoài tiệm. À. Con mua ngoài tiệm, mai mốt con đi chơi mẹ cho tiền con mua nữa nha. Wow, anh hai ăn hết nè, anh hai ăn hết, anh hai xin nữa nào mọi. Con thèm kẹo nữa rồi nè mẹ. Ờ, anh hai cũng thèm luôn, anh hai xin đi, xòe tay xin đi, anh hai ăn nha. Wow, anh hai xin kìa. Rồi cho anh hai cái này luôn. Bây giờ mẹ mới mở kẹo xong mà hai anh em ai cũng xin mẹ hết rồi, mẹ biết cho ai đây. Ra, mẹ. À, mẹ có cách rồi, mũi cắn một nửa đi, rồi còn nhiêu cho anh hai nha. Cắn thêm miếng nữa đi, cho anh hai ăn hết luôn. Có ngon không con? Kẹo cam nè, kẹo này là kẹo cam. Ý, ý, ý. Ý, đau, đau. Trời ơi, kêu bạn ấy cắn một nửa, rồi bạn ấy nó cho anh hai một nửa, rồi mình ăn hết trơn luôn. Vậy cái này cho anh hai nha, cái này cho anh hai, cho anh hai. Wow, bộ kẹo ngon quá, sao hai anh em ăn dữ vậy ta? Có ngon không con? Dạ ngon. Ngon hả? Ngon thì chị hai anh em thích quá. Đây kẹo cam màu xanh của anh hai đây. Đây anh hai sẽ thưởng thức cái kẹo của anh hai nha. Wow. Mỗi một bạn ăn hai cái kẹo thôi nha, trong một ngày nha con. Ok ok. Ok. Ờ, ngon không anh hai? Ngon không? Yeah đi. Yeah, anh hai yeah nữa, mùa yeah nữa. Vui quá ha. Rồi, còn cái kẹo còn lại là của mẹ đúng không? Dạ đúng. Dạ đúng rồi, mẹ thưởng thức đây. Bây giờ mẹ sẽ thưởng thức cái kẹo cam màu đỏ của mẹ nha. Mẹ con hà nữa. Không được. Kẹo dẻo có một lớp đường ở bên ngoài nè, ở trong rất là ngọt. Ngọt lắm, thì chị hai anh em thì thích quá trời, thích luôn. Hai em bé này thích ngọt nè, hai em bé này hảo ngọt lắm. Cho nên là không được ăn nữa. Trẻ này ăn nhiều sẽ đau răng đó. Nha. Đúng rồi, một ngày ăn 2 cây thôi. Anh hai ăn 2 cây rồi đó. Là anh hai không được ăn nữa. Mẹ ăn một cây mà chưa hết nữa nè. Mẹ không thích ngọt, ngọt quá mẹ ăn không nổi luôn á. Sao? Anh hai sao? Trời ơi, anh hai xin nữa là tội nghiệp. Vì anh hai lớn cho nên mẹ cho anh hai nửa cái kẹo nữa nè. Mẹ ăn lắm. Còn em muội không cho nữa đâu. Em muội ăn nhiều sâu răng á. Em muội còn nhỏ, em muội ăn ít thôi. Chào tạm biệt các bạn đi anh hai. Rồi hai anh em chào tạm biệt các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn, bye bye. Bye bye. Vui chào anh. Anh hai có chào tạm biệt các bạn chưa ta? Bạn mũi ơi cho anh hai chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn nha, bye bye. Bye bye.